understand. People don't understand how we don't have those shapes. People don't know those shapes and these colors exist. So for me, it's just been it's a release of actually being here now and being able to show the rest of my crew and the rest of my cast how gorgeous it is. Quý vị khán giả thân mến, anh Tùng là một người rất là đam mê khám phá và trải nghiệm, sẽ là người đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến khám phá đến phim trường công lần này. Anh Tùng ơi, từ đây lên trên đó mất khoảng bao nhiêu thời gian này? Từ đây lên đó tầm khoảng 40 đến 60 cây số. Vậy thì em sẽ đi xe của anh hay thế nào ạ? Ok, mình mời bạn đi xe mình. Thế thì chúng ta xuất phát. Mọi người sẵn sàng chưa hả? Ok. Từ thành phố Đồng Hới, chúng tôi theo đường Hồ Chí Minh để lên với đèo Đá Đẽo. Dọc đường đi, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của quê hương Quảng Bình. Check it out! Cùng đường, khu vực đèo Đá Đẽo có địa hình vô cùng đa dạng. Một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Anh là xem phim công thôi thì anh còn nhớ là những cái cảnh quang cảnh ở đấy thì ở trong cái phần nào của phim công ạ? Em chưa được xem phim đó. Em nên xem phim đó rất là hay. Anh đã từng xem phim đó rồi nhưng mà thực ra anh không thể nhớ được cái cảnh nó nằm trong phân cảnh nào của bộ. Chắc là do nhiều cảnh đó, đẹp nhiều, quá hay là như thế nào ấy? Rất là nhiều cảnh đẹp trong đó. Ngoài cái khung cảnh rất là đẹp, rất là hùng vĩ ở đấy thì có một điều mà em cũng rất là tò mò và thắc mắc nữa, đó là cái tên. Cái tên đèo Đá Đẽo thì em không biết là nó có ý nghĩa như thế nào. Anh đừng như vậy. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là cái tên Đá Đẽo có ý nghĩa như thế nào quý vị nhé. Có tên gọi như vậy bởi đèo nằm vắt ngang qua đỉnh một ngọn núi đá vôi với chiều dài khoảng chục cây số. Trong chiến tranh, đèo chỉ là một con đường mòn. Những thanh niên xung phong khi mở đường Trường Sơn, người đi trước đẽo đá để mở đường cho người đi sau tiếp bước. Bởi vậy mà đèo có tên là Đá Đẽo. Sau khi ngắm cảnh và tìm hiểu về cái tên đèo Đá Đẽo, chúng tôi tiếp tục hành trình với điểm đến là Hồ Yên Phú, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa. Hồ Yên Phú ngoài đời thực mang một vẻ đẹp bình yên thơ mộng. Đây cũng là một trong những địa điểm được đoàn làm phim con chọn thực hiện những cảnh quay chủ đạo. Quả đúng như lời đạo diễn Jordan Vogt-Roberts, ở đây mang vẻ đẹp siêu thực. Hay còn gọi là làng đá mộc, làng Yên Phú sở hữu một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt. Ở đây, những khối đá nhũ như được mọc lên từ mặt đất giữa những ngôi nhà nhỏ xinh xắn, thưa thớt trong làng. Tất cả đẹp như một bức tranh. Nơi đây mang đến cho chúng tôi, những người vốn quen với sự xô bồ, nhộn nhịp nơi phố thị cảm thấy thanh bình. Đến với thôn Yên Phú thì chúng ta không chỉ được chiêm ngưỡng những cảnh sắc nên thơ, giản dị mà còn chứng kiến được một cuộc sống vô cùng là chất phát của người dân ở đây. Không biết là họ đang cay gì nhỉ? Anh ơi, anh đang cay gì đấy anh? Đây, cay lạc. Anh ơi, thế thì cay có khó không anh? Không quen thì khó. Anh có mấy sao ạ? Ở đây ạ? Ở đây có khoảng 4 sao. Dạ. Một ngày anh cay bao nhiêu ạ? Cay chắc được 2 sao. Cay có mệt lắm không anh? Em có thể thử cay được không anh? Em thử. Công phải như thế này anh? Được. Nghĩa là phải thẳng hả? Rồi, bây giờ mình bắt đầu đi ạ. Cố lên! Đây này, nhìn... Thấy thế nào hả anh Tung? Anh thấy thế nào? Khó không anh? Có tiềm năng. Như vậy là
sau hơn 30 phút thì một thành viên trong nhóm của chúng tôi cũng đã cài được rồi. Anh Viên ơi, em thấy quả thực là công việc cài của các anh quả là không đơn giản tí nào. Em có một đề nghị như thế này ạ, tối nay thì nhóm của chúng em có tổ chức đốt lửa trại và cắm trại qua đêm ở khu vực hồ ạ. Thế thì anh có thể giúp bọn em chuẩn bị một số cái công việc cho buổi tối nay được không ạ? Các em cần giúp thì anh có thể giúp. Vâng, cảm ơn anh. Chiến đấu chặt đôi anh.